Chào tất cả các anh em, quay lại cái kênh bán hàng bảy nhật của em. Thì hôm nay là cũng giống như hôm qua em nói, thì chủ yếu là lên đồ bonsai. Thì cái số đồ mà hồi trưa anh em là chốt xong thì em cho đi rồi nha. Còn có ông anh hôm bữa cái số điện thoại đuôi 3 số 7 á, lấy hai cái kéo trắng đỏ này, hai kéo trắng đỏ này mà size 20 thì hôm bữa em báo là có size 20, nhưng mà giờ không phải, nó là size 20, nó chỉ là size 18 thôi nha. Cho nên là cũng báo lại với anh, thì hôm nay em cái vô anh mua được cái nào thì trong cái đám kéo các cành ở đây thì anh mua, còn không thì lại hẹn anh một dịp khác nữa. Ông lại hẹn anh một dịp khác để em sẽ bán cho anh, lấy con dao ra là để gọc bằng keo. Rồi thì để tránh mất thời gian thì đồ nghề thì lên luôn. Thì cũng thông báo với anh em là mấy anh em chốt hàng thì anh em gửi kèm cái khi anh em chốt cái món. Thứ nhất là ví dụ anh em chốt cái số món 12 thì anh em nói cái món 12, khi mình em gửi địa chỉ á, chốt số 12 của cái clip máy đó, xong rồi anh em ấy thì em đỡ lộn hơn. Hôm qua hôm kia em lộn quá trời quá đất luôn. Thì có anh ở đâu đang bán cái clip 52 nhảy vô chốt cái mã số 9 của clip 38. Trời ơi, làm em tưởng đâu rồi số 9 em chốt, cuối cùng khách hỏi không có mua thì em lại kiểm tra lại thì nó sai clip ha. Thì thôi, để tránh mất thời gian lên luôn nha. Tiếp lên là hai cái súng xịt hơi giá 250.000 cây. Hai cái súng này là của Nhật hết nha. Hai cái súng này của Nhật hết là rất là đẹp. Cái DG4 Made in Japan này thì cái cò nó như thế này, cái anh em giờ chỉ việc gắn cái mà xài thôi. Cái cò này thì cái súng này đã test rồi, không xì nha. Rồi, một cái súng xịt hơi mã số 1 em bán giá 250.000 cho một cái cây súng xịt hơi này nha. DG4 Made in Japan nè. Rồi. Cái mã số 2 cũng là một cái cây súng xịt hơi, ở trên này chỉnh áp được nha. Chỉnh áp mạnh áp nhẹ thì anh em chỉnh ở đây. Áp mạnh áp nhẹ thì anh em chỉnh ở đây. Đây. Rồi. Rồi mã số 2 giá 250.000. Nếu như em còn cái đầu chuyển này, chuyển qua cái kia thì em sẽ chuyển cho anh em, em sẽ gắn vô cho anh em. Không còn thì thôi, anh em là nhắm mua được mua. Lồng cái camera, tí camera hơi dơ. Mã số 3. Mã số 3 là cái gì? Một cái cây mở đa năng của Top. Không giới thiệu nhiều để tránh mất cái thời gian. Cái vỏ nó đó, vỏ nó hơi dơ, em chưa có rửa đâu, nhưng mà cây đẹp ha. Rồi mã số 3 bán giá 150.000 nha. 50k. Mã số 4 là cái gì? Em sẽ bán tất từng tầng. Rồi mã số 4, một cái cây cắt cáp của Thụy Sĩ. Đây, Speedmart Pugo C7 ha. Cây này thì xịn sò. Nhưng mà nói với anh em biết là cái chỗ này nha, cái chỗ này là không biết là người ta mài hay là nó bị
hay là nó nghi nghiêng thị nó vậy em thì không biết, nhưng mà cắt thì còn cắt được nha, cắt luôn cả cái cây ly vê á, hay cắt cám mà giống hôm qua á. Thì hôm nay có một cây để em coi cái cây ly vê là em cắt đi xem. Cái này là không có cây ly vê, cây ly vê hôm qua bấm á, cắt cho anh em xem đây cây ly vê này. Cắt luôn thử luôn ở đây, nếu không được hư bỏ. Ok nha, ok nha, đó rồi. Cây này bán giá 250 ha, mã số 4 em thử luôn, mà không được hư thì bỏ, chứ để bán cho anh em về anh em cắt không được hư nó lại phiền phức lắm. Rồi mã số 4 giá 250 nha, một cái cây cắt cáp, cắt dây thắng, dây con của bên xe máy á, xe máy xe đạp gì đó, thì anh em bỏ vô cắt nó rất là tuyệt vời, cắt nó không có bị tua cái đầu ra, để bấm bụp bụp sướng lắm. Mã số 5, số 5 đâu? Rồi mã số 6, một cái cây chỉnh lực Tohinichi, hôm nay bán giá rẻ luôn. Cây này còn sử dụng được, thì cái đầu nó là nó lấy ra được. Nếu mà anh em nào ở nhà có sẵn một cái đầu á, anh em đút đút cái này vô, đút cái này rút vô, nó có cái đầu có cà lê á, thì anh em gắn vô được. Thì đây em chỉ có một cái đầu 22, hôm nay bán giá rẻ luôn nha. Đây nè, còn sử dụng tốt luôn ha. Trên đây có hộp báo điện tử, mình không quan tâm. Bán giá rẻ cho anh em hôm nay luôn. Cây này đáng lý ra là khoảng 700-800 ngàn. Rồi ok, còn sử dụng tốt ha, còn chỉnh lực ok. Mã số 6 em bán giá 250 ngàn nha, em bán xã hôm nay Noel nha. Rồi còn chỉnh lực ok nè. Rồi 250 ngàn cho cái cây mã số 6 này nha. Tại vì em không có cái đầu, em có cái đầu thì không bán giá đó được. Mã số 5, mã số 5, cây này mấy ngày nay là anh em hỏi nhiều lắm nè, nhưng mà hôm nay em chỉ có một cây thôi ha. Cây KTC 1/4 Ninja Bang ha, cây này là KTC nha. Đâu rồi? Ô, nó có cái chữ KTC mà. Rồi không sao, quan trọng nó là của Nhật thôi. Cái tên xe thì tìm không thấy. Đây ok cha băng. Cây này bán giá 150, mã số 5 nha. Sử dụng tốt nè. Đảo chiều nè. Ok ha, mã số 5 giá 150 nha. Mã số 6. Mã số 6 đâu rồi? Rồi mã số 7, một cái cây cắt ống, bán hôm nay bán rẻ luôn. Rồi một cái cây cắt ống, ống đồng nha, cắt trong góc hẹp á, khi mà anh em bị vô mấy cái tình huống mà vô mấy cái góc như thế này nè, thì anh em cắt làm sao, thì chỉ có sử dụng cái này thôi ha, chỉ sử dụng cái này đưa vô mà anh em cắt mới được thôi ha. Rồi mã số 6 nha, ở trong này thì nó có cái đồ để khi anh em cắt ống đồng xong anh em bỏ vô anh em do, để cho cái nó không có bị cái bài dớ trong đây luôn ha. Cái này thì rất là đẹp và rất là mới nha. Đó, nó sẽ cắt được từ phi 3 ly tới 22 ly ha. Ok, bán cái mã số 7 giá 150 ngàn. Mã số 8, một cái cây cần xì nắp on, thì nắp on thì cực kỳ mắc rồi, sử dụng ok. Đảo chiều. Đây nè, cái đầu 3/8 nè, đút vô là đảo chiều ha. Xì nắp on Marinowina, cây xì nắp on thì mấy anh em chơi mấy anh em biết rồi, giá của nó khá là cao. Mấy cây này
chắc cũng không ai bán giá như em. Mã số 8 400k cho một cái cây Cinnabon này nha. 400k nha. Mã số 10 11 10 11 10. Số 8 đâu không thấy, mà số 9 đâu, rồi ok tới đâu hay tới đó. Rồi mã số 10 là một cái cây lấy dấu tự động mũi hợp kim. Mũi nó bằng hợp kim nha. Cây này cũng là cây lấy dấu tự động của anh. Nhưng mà nó cây này thì hầu như nó chưa có sử dụng mũi cũng hợp kim luôn. Nhưng mà thông báo với anh em một tin buồn là con này nó không hoạt động. Anh em nào thích mua về siêu tầm bán luôn. Đó, nó không hoạt động nha. Đó. Cây này thì nếu mà giá mới của nó cỡ 2.4 triệu á, hư rồi không có bán. Để đó. Đây, mũi hợp kim. Anh em nhìn nè, để em lấy nét tí. Nè nha. Rồi, lấy dấu nè. Ừ. Cái đầu tiếp này nó rất là cứng nha. Đó, cái đầu tiếp thì nó rất là cứng của KTC. Nhưng mà cái nó bấm cũng lủng. Thì anh em muốn tăng chỉnh lực đập của cái búa, tăng mạnh hay nhẹ là nằm đây. Cái này thì rất là mới tinh, mới toanh luôn. Rồi, 200.000 cái mã số 10 nha. Ở đây bán nhanh luôn. Mã số 11. Mã số 11 và mã số 12, anh em nào có nhu cầu thì mua. Cái này đã để nó đo băng. Nó đo cái độ của cái băng á, cái độ mòn của băng á, là một cái cây thước. Đây. Mắc in cho băng. Đây. Hoạt động tốt nha. Anh em mua về siêu tầm hay là sử dụng gì đó, đó để nó đo cái băng với tiền á, gọi là băng ray đó. Rồi, mã số 11 bán giá 150. Cái này hiếm nha. Hiếm luôn, mua về siêu tầm. Mã số 11 thì cũng là một cái cây thước kẹp mini, cây thước kẹp sang 100. Nhưng mà hôm nay cái cây này nó không xuất sắc như mấy cây hôm trước, tức là đẹp. Đẹp là đẹp rồi. Nhưng nó không xuất sắc. Nó không phải là hàng như cây hôm trước này, nó hầu như là hai cây hôm trước là hầu như chưa sử dụng, cái này có sử dụng rồi. Nhưng mà nó còn rất là đẹp ha. Rồi, bán cho anh em cây này 250 nha. Mã số 12 giá 250k nha. Mã số 14. Mã số 14 đó rồi. Đây. Mã số 14, một cái cây lấy dấu tự động mũi hợp kim luôn. Vừa là cái cây viết, anh em mua cây này rất là tiện. Thứ nhất anh em lấy dấu, vạch dấu được ha. Cái thứ hai lấy luôn, lủng luôn nè, chứ đừng có nói là không lủng nha. Đó, lủng luôn đó, thấy chưa? Một lỗ đây nè, em bấm thêm một lỗ bên hông cho anh em xem nè. Đó. Thấy chưa? Hai lỗ. Ok, cái cây này mã số 14 em bán giá 150k. Cây này cực, cũng là hiếm mà hàng đặc luôn nha. Anh em làm cơ khí nên mua. Thứ nhất, dắt cái này là cái viết, anh em dắt luôn. Còn anh em muốn tăng cái lực đập hay là không đập, nặng nhẹ thì anh em chỉnh ở đây ha. Hôm nay em bán Noel mà. Mã số 14 giá 150 nha. Mã số 15, một bộ mũi khoan. Bộ này thì chắc chắn đã sử dụng rồi. Em bán 200.000 thôi. Bán cho anh em nào thích thì mua xài. Đây, nguyên bộ thiếu mũi 1.5 ly. Bị thiếu lưỡi 1.5 ly nha. Rồi nó sẽ từ này anh em xem nè. 1.5 ly, 2.5 ly, 3.3, 3.2, 3.5, 4.5, 4.8, 5.5, 6.5 ly ha. Đến mấy cái bộ này thì đáng lẽ ra là mắc đó, cực mắc. Hôm nay bán cho anh em luôn 200k cho cái bộ mua mũi khoan này nha. Cái bộ này thì
Rồi, dùng là bán bộ này 200k. Em hôm nay em đi em lướt 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 cho nó nhanh nha nè, chứ để nó chậm. Với 16 là cái bộ này của Đức, hình như nó là cái thước dành cho bên chuyên khoa mắt hay gì đó, cái đo võng mạc của thị lực. Thì ở trong này nó còn sổ sách đầy đủ, nó còn nguyên bộ, thì anh em có thể tham khảo cái cách sử dụng của nó trên mạng nha. Đó thì em chỉ biết như vậy thôi. Thì gắn cái này vô ha, gắn cái này vô xong rồi mới gắn cái cục căng nè, gắn cục căng hay cục tạ gì nè đó, xong rồi nó mới thả xuống. Thì cái bộ này của Đức nha nè, cái bộ này nó chưa sử dụng, anh em mua về siêu tầm thì rất là đẹp, bán rẻ luôn, bán xả luôn, hôm nay bán xả luôn. Đây nè, nó còn hai quả căng của nó nè, hai quả căng ha. Quả số 1 là 17.5, cục thứ hai đó là cục 10. 7.5 là 7.5 gram, 10 là 10 gram, 7.5 gram, 10 gram, rồi cái đồ gì đó đó ra ha. Rồi đây mắt in Germany đây ha, mắt in Germany, bộ này rất là đẹp, mua về siêu tầm ha. Rồi mã số 17 bán rẻ luôn, giá 100k cái bộ này nha. Mã số 17 giá 100k. Rồi ok, mã số 17 giá 100k nha, nguyên hộp nha, anh em mua về siêu tầm. Mã số 18, một cái cây kìm cắt, một cái cây kìm hai đầu, em bán giá 150. Cây này thường nó là của cây 3, mà cây 3 nó là của Nhật nha, thì cái này nó không có hiệu. Bây giờ em chưa vệ sinh nữa. Một cái là cái kìm mở nhọn về đổ GB7 nó bung liền, mà hai là kiểu cái đầu kìm cắt đẹp nè, đó bung ra đây nét đó ha. Hai đầu, một đầu uống, đầu cắt, đầu tuốt dây điện luôn ha. Rồi một đầu bung này đó, đem về xịt về vú bảy vệ sinh lại bung này. Cái đầu thứ hai là cái kìm cắt, nói chung anh em bỏ cắt ba cái dây điện nó chút chơi thì ok. Đây bấm dây điện cho anh em xem rất ha, rất bình thường, ngon lành. Bên này tuốt cắt. Rồi em bán cái cây kìm này giá 150 nha, anh em mua về chịu khó xịt GB7 vô vệ sinh nha. Mã số 18 em bán giá 150, 150k nha, 150 nha. Đó 150, tại cái đèn nó chói nên có thể em không thấy. Đó 150, cái cây kìm này mã số 18 nha. Hôm nay là bán vậy. Mã số 19 và mã số 20 là hai cái cây kéo của Đức, em chưa vệ sinh luôn, em bán rẻ luôn, hai cây của Đức. Cây mã số 20 đây, Germany ha, kiểu inox đây nha. Giờ giờ xanh nè đó. Đó giờ đó, nhưng mà rồi ok, mã số 20 giá 150, giá 150, mã số 20 cho một cây kéo Đức nha. Rồi mã số 19 cũng là một cái cây kéo của Đức, ở hãng Solugen đây, Solugen nha. Rồi Solugen Đức, cây này thì đặc biệt nó có lỗ để anh em cắt cái xương con gà, anh em bỏ vô anh em cắt. Cây này cũng chưa có vệ sinh, anh em xài bếp thì vô tư ha. Đó anh em xài bếp thì vô tư, còn về thì ai chịu khó thì xiên thì vệ sinh. Rồi
loại số 19 giá 150. Em chỉ có bao nó kiểu đứt thôi nha, còn kêu mà mới long lanh là không có. 150. Mã số 16 là một cái cây dao cán sừng. Cây này lâu lắm rồi mới thấy nè, cây dao cán sừng nè. Đó, cái ống cán sừng nai nè, dao xịn nè nha. Đó. Dao xịn nè nha. Thấy tại em zoom nó quá to á, còn bình thường nó cũng không tới nổi mà nó rổ như vậy đâu. Em zoom quá to. Thì cái máy mài với nhám thì hôm nay nó bị hư, không có mài được. Chứ không là mài được cho anh em, là anh em sẽ thấy nó đẹp ngay. Thì anh em là mua gì thì về thì chịu khó. Rồi, mã số 16 200k cho một cái cây dao cán sừng này nha. Tổng chiều dài của cây này là 22 ha. Tổng chiều dài của cây này 21. Cái lưỡi của nó là 6, cái lưỡi của nó là 9. 9 2 cho 2 phân rưỡi. Dày của cái lưỡi này là 3 ly rưỡi nha. Rồi ok. Mã số 16 giá 200k nha. Này bán rẹt rẹt luôn. Mã số 17 đâu? Rồi, mã số 38 là một cây harmonica bán giá 200k, 250 ngàn nha. Cây này là cây 18 lỗ hay gì đó, S18. 15 lỗ nhưng mà rất là đẹp nha. Hôm nay em bán ngay luôn thôi. Rồi ok, bán cái cây kìa, cái cây kèn này 250 nha. Đó, kèn Nhật đàng hoàng nha, không phải là kèn chợ đâu. Rồi ok, mã số 38 250k. Hôm nay bán hết, có cái gì bán hết. Mã số 9 hai cây giá 150. Thứ nhất là một cái cây thước thủy rất là đẹp. Nó hai thủy, một đo đứng, hai là đo ngang. Nó đặc biệt nó có 500 hít nha. Đây, nó có 500 nha, 500 hai đầu luôn nha. Đó, 500 nha. Rồi ok. Em bán hai món 150. Còn cái này là cái gì? Cái cây kẹp mũi khoan, kẹp từ mũi 0 chấm mấy ly á cho tới 3 ly 2. 4 đầu nha. Đây 3 ly 2, 2 ly 8. Rồi đây là 0.1 ly nè. Anh em kẹp được luôn cả cái mũi khoan từ 0.1 ly nè. Nó 0.1 tới 1 ly mấy, 2 ly gì đó ha. Thì đó, nó 4 đầu. Cái này của Nhật nha. Của Nhật nha, nó có chữ ở giữa cái thân nè. Đó. Rồi ok, bán hai cái món này luôn nha, hai món mã số 9, cái thước và cái kẹp 4 đầu này giá 150 cho hai món mã số 9. Mã số 23, hai cái cây dao ghép của Nhật, hai cây alpha, một cây mới long lanh. Đây, một cây thì cái lưỡi nó bị mài đó, bán rẻ hai cây luôn chứ không bán một cây. Còn cây này thì mới ken, mới tinh. Cây này thì rất là mắc nha, cây dao ghép á, thép không rỉ thì nó mắc. Cây này giá mới cỡ 280 cây. Rồi ok, bán 150 ngàn. Mã số 23 gồm hai cây nha, 150 ngàn gồm hai cây. Mã số 26, một cái cây kéo tỉa
giá 100k. Bữa nay một phân máy hai phân này đó, nó bị dâm nè. Anh em là sửa thì sửa. Nhưng mà nó là bằng cái một loại thép rất là tốt nha. Nó giống như thép hai lớp ấy, cứng lắm. Rồi, cái chữ đàng hoàng nha. Chữ có mọc cái chữ đàng hoàng nha. Đó, rồi ok, mã số 26 giá 100. Mã số 27 giá 200. Đây, một cái kéo tỉa dâm. Mã số 27. Chữ nè. Chúng phải là không có nha. 24, một cái cây dao ghép hai lớp. Giá 150. Còn chắc chắn là khá bén ha. 24. 21 và 22, hai cái cây chỉnh hôm, không cần phải giới thiệu nhiều. Cái cây xấu hơn thì bán 250, cây đẹp thì 300. Mã số 21 và 22, hai cây Sonat của Nhật. Mã số 32, một cái cây kéo thợ may rất là đẹp. Đẹp cực kỳ đẹp luôn. Lưỡi liếc là đẹp cực kỳ luôn. Cái cây này là mã số 25, mã số 25 nha, 25. Mã số 20, đúng rồi, 25. Giá 300k, cây này dài 28 cm nha. 26, 26 mấy 27, cái lưỡi không của nó là cái lưỡi của nó là nó dài được tới 10 12 nha, cái lưỡi 11 mấy gần 12 nè. Rất là đẹp luôn. Long lanh. Rồi bán 300.000 mã số 25. Mã số 29 là một cái cây kéo của Nhật. Anh em nhớ chú ý là cái cây kéo ở trên Lazada nó bán là cái nút này nó tán, nó không có mọc ở đây mà nó in trên này. Nó là cái cây kéo kéo dởm ở chợ lớn. Thì cái cây đó thì giá vào thị trường nó có 80.000. Cây này nó là khác, mấy cây này là kiểu của Nhật nha. Mã số 29 bán giá 200k nha. Cây này size 18. Và 31. 250k size 28. Và anh em cũng chú ý cái cây dởm thì cái móc này nó bằng nhựa, còn mấy cây này là bằng kim loại, mọc nó nằm đây, nó không có tán lòi cái đinh lên nha. Đó, hai cây kéo đẹp. Rồi 30 và 31 giá 250 một cây nha. Là một cái cây cực kỳ là đẹp luôn, size 32 giá 500k. Cây này là size 21. Size 21 ạ. Đẹp, long lanh luôn ha. Anh em nhìn lưỡi nữa nè. Mọc miết đầy đủ. Cây kiểu cực kỳ xịn luôn. Rồi, ok. 500.000 cho cái mã số 32. 33 là một cái cây kéo đúc toàn thân. Đúc đây, anh em nhìn nè, ghép. Cái lưỡi này thì cực kỳ cứng. Mọc cây kéo chữ A nè, mọc nè. Đây là cái cây này bán giá 500k nha. Mã số 33. 33 500k. Cây này thì size nhiêu ta? Size 19. Size 10. Đúng của nó là đúng 19 luôn á, chứ không phải 20. Thì cây này cắt giấy thì có lẽ cắt không được, nhưng mà cắt cây thì ok.
Nhưng mấy cái này thì nó cực kỳ cứng luôn rồi. Cái lưỡi của nó ghê lắm nè. Bây giờ anh em nhìn nè, cái đe của nó cũng ghép bằng một cái loại thép siêu cứng. Cái cây này thì đưa cho máy mài cái mà hư hư đá chứ mà không nổi đâu ha, mọc miết chữ chiếc rồi này. Cái mà cái cây này đặc biệt là nó là cái thân đặc nè, nó là cái thân đặc nó mà thân bọc rồi. Ok, cây này mã số 33 giá 500k nha. Còn 4 món nữa, hai cái cây cạp xéo 34 và 35 đẹp nha, cái mấy cái này đẹp ạ. Mã 34, một cái cây size 18, còn zin nè, zin nguyên si nè. Thì mấy cái đồ bonsai mà thường về mấy cái cạp xéo, cạp tròn ha, cạp xéo, cặp xéo, cặp tròn với lại này, củi khô mà bấm được này. Cặp xéo, cặp tròn với lại ba cái cắt kẽm thì nó cực kỳ mắc nha. Rồi ok, cái mã số này 34 thì em bán 450 nha. Thì anh em muốn biết cái giá thật của nó bao nhiêu thì nè, cái miệng nó đây, giá thực nó thì anh em cứ lên web anh em xem thì cái giá nó nhiêu. Rồi ok, mã số 450 với mã số 34. Mã số 35 thì cây này nha, cây này cũng cực kỳ xịn luôn, xịn cực kỳ xịn luôn, mọc nó nè. Cây này thì còn zin nè, chưa có bị mài dũa nè, chưa có bị sửa nè, miệng nè, miệng đẹp nè. Cắt thử cây khô luôn, đó là cây khô đó. Rồi ok, cây này thì nó mắc hơn nha, tại cái size này nó dài hơn. Size này, cây này size 20, size 20 đẹp long lanh luôn. Cây này đinh bằng, cây này bán giá 550 nha, 550. Thì hai cây này là anh chịu, anh em chốt hai cây em bán 900.000 cả hai cây nha. Rồi. Tiếp tục là hai, cuối cùng là hai cái cây cắt kẽm nha. Mã số 36. Cái này thì cực đẹp nha. Để em đi lấy cái cọng kẽm em cắt cho anh em xem. Đây, cái cọng này còn 4 ly. Đây nha, đó, mọc miết nó. Mấy cái này, mấy cái cao cấp đây nha, đồng bằng nè. Rồi cây này bán mã số 36, bán giá 450 nha, 450.000 nha. Cái mã cuối cùng là cái cây này cực kỳ mắc. Cây này cao cấp, cây này size 21 nha, size 21, cắt được cộng 6 ly, mọc ra nè. Cái mọc của hãng của này thì cực kỳ mắc, thì chính giữa nó có một lỗ tí thôi. Mài thì sửa thì được, nhưng mà không nên sửa để cho nó zin. Hai con rồng nè, như này cái ẩn lông nè, hai con rồng nè, thấy không? Nhưng cái cây này nó mắc lắm nha, cây này mua mới thì mấy triệu á. Cho nên là anh sửa làm gì, để như vậy cắt thì nó vô tư thôi. Đó. Cây này 4 ly 2. Rồi. Cây này em bán số 600.000 nha. Cây này em bán 600.000 nha, mã số 37. Mã số cuối cùng luôn á. Thì anh em mà muốn mua thì alo chốt hàng cho em. Mà khi chốt thì anh em nhớ gửi kèm cái mã số, một là cái mã số, cái rồi với lại cái thông tin này nọ, đừng để lộn nữa.
hàng hôm qua anh em chốt thì nó đi hết rồi nha. Của ai thì em gửi cho người đó hết rồi nha. Anh em không nghĩ anh Tăng là bận tâm về cái đề hàng đây nữa. Rồi cuối cùng xin chào tất cả các anh em. Hẹn gặp lại anh em trong clip số 55.